Hay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người bản chi tiết mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với các mạng dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như tăng mức trợ cấp thêm 35,7%, nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bốt, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã kết luận về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bước chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với các mạng sẽ được tăng thêm 35,7% tương ứng với con số tuyệt đối tăng từ mức 2.055.000 đồng lên mức 2.789.000 đồng. bên cạnh đó nhà nước sẽ giữ nguyên tương vang hiện hưởng các bước trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng so với mức chuẩn trợ cấp. điều này đồng nghĩa các bước trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng 35,7% so với mức hiện hưởng. do đó để tính mức hưởng trợ cấp phụ cấp của mình dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là bao nhiêu thì người đang hưởng trợ cấp phụ cấp vừa có công với các bạn có thể tính theo công thức sau đây mức trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ bằng mức hiện hưởng nhân cho 1,357 hoặc đơn giản hơn mọi người có thể theo dõi nội dung dưới đây kênh đã tính toán cụ thể đối với từng trường hợp theo mức tăng 35,5% vừa nêu Thì thứ nhất là mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và thân nhân. Thì nếu như người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, nếu như mà thuộc diện thoát ly thì sẽ được trợ cấp với mức là 3 triệu 117 ngàn đồng một tháng. Bên cạnh đó sẽ được phụ cấp 529 ngàn đồng cho mỗi thâm niên chiến đấu. Nếu như người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 diện không thoát ly thì sẽ được trợ cấp với mức là 5.291.000 đồng một tháng và không có phụ cấp. Tiếp theo là đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 từ Trần. Khi vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khí tật nạn, khí tật đặc biệt nạn, thì được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 2.789.000 đồng. Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn thì được hưởng thêm trợ cấp túc nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 000 đồng một tháng. Thứ hai là về mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và thân nhân. Đầu tiên, ghi hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 884 ngàn đồng một tháng. Về phía thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, được trần. Trong các trường hợp cụ thể như sau, vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hẹp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng một tháng. Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con bồ côi cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi, hẹp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 000 đồng một tháng. Thứ ba là về mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ. Cụ thể thân nhân của một liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ thì sẽ được hưởng mức trợ cấp là 5 triệu 578 ngàn đồng một tháng. Còn thân nhân của ba liệt sĩ trở lên thì sẽ được hưởng mức trợ cấp là 8 triệu 266 ngàn đồng một tháng. Trường hợp cha đẻ mẹ đẻ người có công nuôi dưỡng liệt sĩ vợ hoặc chồng của liệt sĩ sống cô đơn, con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi, hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn, mồ côi cả cha lẫn mẹ thì được thưởng thêm trợ cấp túc nuôi dưỡng với mức là 2 triệu 231 ngàn đồng một tháng. Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cả cha mẹ hay chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hay vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống, thì sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789.000 đồng một tháng. Thứ tư, về phía bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, thì sẽ được trợ cấp với mức là 8 triệu 366.000 đồng một tháng. Bên cạnh đó, còn được hưởng phụ cấp với mức là 2 triệu 337.000 đồng một tháng. Ngoài ra, người phục vụ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng sống ở gia đình cũng sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Thứ năm về bước trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ là 2 triệu 337 ngàn đồng một tháng. Thứ sáu về bước trợ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân. Đầu tiên, đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể sẽ được hưởng phụ cấp, sẽ được hưởng trợ cấp từ mức 1.878.000 đồng một tháng đến mức 8.941.000 đồng một tháng. Đối với thương binh loại B thì sẽ được trợ cấp với mức là 1.552.000 đồng một tháng đến 7.397.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Thì ở đây, kênh nói chung đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B. Thì trong một video sau, thì kênh sẽ làm chi tiết đối với cái mức trợ cấp, phụ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Cụ thể là thương binh loại 1, loại 2, loại 3 và loại 4, thương binh loại B. Chi tiết, mức trợ cấp tương ứng với cái tỷ lệ tổn thương cơ thể. Ngồi ra, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được phụ cấp với mức là 1 triệu 399 000 đồng một tháng. Đối với trường hợp mà thương binh người hưởng chính sách giữa thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên mà có vết thương đặc biệt nặng thì sẽ được phụ cấp với mức là 2 triệu 867 000 đồng một tháng. Về phía người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B. Cụ thể, người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở với gia đình sẽ được trợ cấp với mức là 2.789.000 đồng một tháng. Còn người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng thì sẽ được phụ cấp với mức thì sẽ được trợ cấp với mức là 3.583.000 đồng một tháng. Tiếp theo là về phía thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Theo đó cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019. Con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, từ trần thì được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng một tháng. Đối với trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ Luật Lao Động năm 2019, sống cô đơn, con mồ côi cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi, hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, thương trăng, thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 triệu đồng một tháng. Thứ bảy là về mức trợ cấp, phụ cấp đối với bệnh binh, thân nhân của bệnh binh. Đầu tiên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 50%, sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 911 000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% đến 60% sẽ được trợ cấp với mức là 3 triệu 627 000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 đến 70% thì được trợ cấp với mức là 4 triệu 622 000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71 đến 80% thì được trợ cấp với mức là 5 triệu 323 000 đồng một tháng. Còn bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% đến 90% thì được trợ cấp với mức là 6 triệu 378 000 đồng một tháng. Còn bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% đến 100% thì được trợ cấp với mức là 7 triệu 104 000 đồng một tháng. Ngoài ra, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được phụ cấp với mức là 1 triệu 031 000 đồng một tháng. Trường hợp bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng sẽ được phụ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Còn người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng thì được trợ cấp với mức là 2 triệu 640 000 đồng một tháng. Về phía thân nhân của bệnh binh, thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được trợ cấp túc hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng một tháng. Còn trường hợp cha đẻ mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hay chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 sống cô đơn, con bồ côi cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học. Hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trong thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Thứ 8 là về mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đầu tiên là về phía người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%, thì được trợ cấp với mức là 2.120.000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60% thì được trợ cấp với mức là 3 triệu 542 000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% thì được trợ cấp với mức là 4 triệu 964 000 đồng một tháng. Còn nếu như mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì sẽ được trợ cấp với mức là 6 triệu 358 000 đồng một tháng. Ngoài ra, nếu như mà người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được phụ cấp với mức là 1 triệu 031 ngàn đồng một tháng. Còn nếu như mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên mà có bệnh tật đặc biệt nặng thì sẽ được phụ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Về phía người phục vụ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở với gia đình sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Về phía thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nạn, khuyết tật đặc biệt nạn của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, từ trần trăng, thì sẽ được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng với mức là 1 triệu 565 000 đồng một tháng. Đối với trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, sống cô đơn, vợ hay chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động năm 2019 sống cô đơn, con bồ cô cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi, hay từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khí tật nạn, khi tật đặc biệt nạn của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 000 đồng một tháng. Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% sẽ được trợ cấp với mức là 1 triệu 673 000 đồng một tháng. Trường hợp con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Thứ chín là về mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đầy. Thì mức trợ cấp cụ thể là 1 triệu 673 ngàn đồng một tháng. Thứ 10 là về mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Cụ thể người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương, tổ quốc kỳ công hoặc bằng có công với nước trước cái mạng tháng 8 năm 1945 thì được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 639 ngàn đồng một tháng. Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương, tổ quốc ghi công hoặc bàn có công với nước trước cái mạng tháng 8 năm 1945 người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng hôn chương kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tốt nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 ngàn đồng một tháng. 11 là về mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông, dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Cụ thể, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Thân nhân của liệt sĩ, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Còn con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%, con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 đến 60% sẽ được trợ cấp với mức là 1 triệu 399 ngàn đồng một tháng. Trên đây là dự kiến mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với những người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, theo mức tăng là 35,7%. Như vậy là kênh vừa thông tin chi tiết đến mọi người, bước trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với các mạng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, theo bước tăng 35,7%. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bố thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.